Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, đêm chung kết xếp hạng và trao giải chuông vàng vòng cổ lần thứ 19 năm 2024 vừa khép lại tối qua tại nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Lê Hoàng Nghi đến từ Kiên Giang đã xuất sắc đạt giải chuông vàng. Đến tham dự và trao giải có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy. Đêm chung kết diễn ra mãn nhãn với các tiết mục dự thi được đầu tư, dàn dựng công phu và chuyên nghiệp. Với trích đoạn cải lương, kiếm bạc, lưu danh của tác giả Thạch Tuyền và ba câu trong bài vọng cổ, nơi cơn lũ đi qua, tác giả Võ Minh Trung. Thí sinh Lê Hoàng Nghi dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Thanh Hằng đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả với số điểm 99,71 và trở thành chuông vàng của mùa giải năm nay. Lê Hoàng Nghi cũng là thí sinh nhận được giải thí sinh được yêu thích nhất do báo chí bình chọn. Giải chuông bạc thuộc về thí sinh Dương Thị Mỹ Nhung đến từ tỉnh An Giang và chuông đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Hùng Vương đến từ tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tư, giải khuyến khích và một số giải phụ. Chuông và vòng cổ là cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm trên phạm vi cả nước nhằm phát hiện những nhân tố mới đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật cải lương. Không chỉ kết nối hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, kết nối trực tuyến 24/24, kết nối xây dựng thương hiệu mà còn từng bước đặt nền móng tiến tới chuỗi cung ứng an toàn, bền vững, trách nhiệm và minh bạch. Trên cơ sở mục tiêu này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành thành phố đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kết nối với 6 vùng kinh tế, phát triển kết nối cung cầu thành hoạt động cấp vùng. Lần đầu tiên, chương trình kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tổ chức khu vực livestream để 4 nền tảng số lớn nhất Việt Nam tham gia bán đặc sản địa phương. Bước phát triển này không chỉ mở rộng phạm vi thị trường mà còn góp phần định hình hoạt động kinh doanh trực tuyến vốn đang phát triển nóng. Nền tảng số đã có những cái tính năng để giúp các nhà bán hàng đăng tải những nội dung liên quan đến giấy tờ hàng hóa. Sở ban ngành hiện tại đang có những cái chính sách và các cái tổ tư vấn để hỗ trợ cho nhà bán hàng địa phương có thể tìm hiểu thêm thông tin và tìm hiểu xem là thì làm thế nào để họ có thể kinh doanh được trên nền tảng này và họ cần phải trang bị thêm những giấy tờ pháp lý gì để kinh doanh tốt hơn. Sau 12 năm xây dựng hoạt động kết nối cung cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, chuỗi cung ứng hàng hóa ngày càng đa dạng hơn. Nấc thang tiếp theo là mở rộng phạm vi bán hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thông minh với kênh phân phối ngày càng hiện đại hơn. Ngày xưa muốn thưởng thức những cái món đó thì phải tới những vùng miền đó. Thì hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và các siêu thị thì chúng tôi đã thấy có những cái đặc sản vùng miền được đóng gói rất là bắt mắt và hương vị cũng vẫn giữ được cái nguồn gốc chính của cái đặc sản vùng miền đó. Các doanh nghiệp sản xuất ra được những hàng hóa có chất lượng đó, và họ muốn tiếp cận cái hệ thống phân phối không đơn giản. Tại vì hiện nay là cái gần như là các cái quầy kệ trên hệ thống phân phối đều quá tải. Do đó là với những cái phương thức mà làm sao đó giúp cho hàng hóa vẫn được tới tay người tiêu dùng mà không nhất thiết phải đi qua các quầy kệ của siêu thị đó thì cũng là một cái giải pháp mà rất là tốt trong tình hình hiện nay. Dù bán hàng trực tuyến hay trực tiếp, kết nối cung cầu đều yêu cầu gắt gao về giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm đến cùng với người tiêu dùng. Thách thức này đồng thời mở ra định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cổ vũ sản xuất sạch. Phải hướng đến là cái việc truy xuất nguồn gốc, biết được cái nơi sản xuất, địa chỉ vùng trồng. Thứ hai là cái việc sản xuất làm sao nó nâng tầm cái giá trị sản phẩm lên và có những cái chứng nhận để phù hợp mà khi khách hàng có thể là check in là thấy được. Khi thế giới đến Việt Nam thì người ta sẽ biết là cái tỉnh nào, cái vùng nào sẽ có những sản phẩm gì và được mọi người quan tâm. Nhưng quan tâm là theo cái chuẩn của quốc tế. Và chúng tôi cũng đi xung quanh các cái doanh nghiệp ở đây cũng rất là vui là các doanh nghiệp cũng có những sản phẩm là 4 đến 5 sao. Và điều đó cũng nói lên rằng là cái đời sống kinh tế của người lao động ở đó, các doanh nghiệp ở đó cũng càng ngày càng phát triển. Thông qua ký kết hợp tác kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với 6 vùng kinh tế trên cả nước, thành phố cũng xây dựng cơ chế hợp tác để hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp về công nợ, hồ sơ cung ứng, phương thức thanh toán, giao hàng, phương thức tồn kho, v.v. Sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp đối với vùng nguyên liệu góp phần minh bạch chuỗi cung ứng, loại hàng hóa kém chất lượng khỏi thị trường.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tổng số mũi tích lũy từ khi thành phố khởi động chiến dịch tiêm vaccine sởi là hơn 197.900, đạt 96% nhóm trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Tình hình dịch sởi đang có dấu hiệu chững lại cho thấy hiệu quả từ chiến dịch tiêm chủng phòng chống sởi trong một tháng qua tại thành phố. Kiểm tra công tác tiêm vaccine sởi tại trường mầm non Tân Kiển, lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao công tác rà soát, lập danh sách trẻ cần tiêm vaccine và vận động phụ huynh cùng đưa trẻ đến tiêm vaccine theo yêu cầu. Thằng bé thì mới có mũi thôi, giờ cô gửi thừa bò thì em dẫn bé tiêm mũi thứ hai. Nghe dịch bệnh thì em cũng lo, trường tổ chức tiêm chủng em cũng rất là mừng. Hai chồng dẫn hai bé đến tiêm ngừa cho nó an tâm. Cái công tác tuyên truyền của trường đã làm rất tốt nên là cha mẹ rất là đồng thuận. Và thứ nhất là đặc biệt là những cha mẹ mà bị mất sổ á, thì là cho thông tin của cha mẹ của con để phối hợp với trạm y tế rà soát xem là bé đã tiêm đủ chưa. Nếu chưa tiêm đủ thì trường sẽ làm thư mời để vận động cha mẹ làm sao mà đảm bảo là cha mẹ học sinh đưa con đến tổ chức tiêm tại trường. Nói với trạm y tế Tân Kiển thì là thứ sáng, thứ sáu mỗi hàng tuần cố định là tiêm cho trẻ cộng đồng hoặc là những trẻ mà đi học mà buổi đó mà phụ huynh bận á, thì có thể dẫn ra để tiêm. Và còn nói những trường học với số lượng lớn thì đăng ký thì trạm sẽ lên lịch để xuống tận trường để tiêm. Đầu tháng 9, quận 7 có một ổ dịch sởi trong trường học. Nhờ nhanh chóng khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đến nay tình hình dịch sởi trên địa bàn đã được kiểm soát. Quận 7 cùng với thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 1, huyện Bình Chánh là những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine sởi cao nhất, đạt 100%. Thuận lợi là được sự quan tâm lãnh đạo của quận ủy, ủy ban nhân quận, của Sở Y tế cũng như là HCDC chỉ đạo sát quyết liệt triển khai các công tác. Thứ hai là sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan mà đặc biệt là chỗ phòng giáo dục, các ban ngành đoàn thể tại địa phương thực hiện công tác rà soát cũng như là mời gọi trẻ tiêm để hoàn thành các chỉ tiêu. Trong hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 11.800 mũi vaccine sởi tại 284 điểm tiêm. Như vậy, tổng số mũi tiêm tích lũy sau một tháng triển khai là hơn 197.900 mũi. Hiện quận 4 là địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất thành phố. Sở Y tế đã đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và rà soát, điều tra danh sách trẻ trong diện phải tiêm. Khi mình báo dịch xong á, là gần như ai cũng phải chuẩn bị hết, ngành y tế rồi ngành dự phòng. Và đặc biệt là chúng ta đã huy động được cái vaccine. Và có thể nói hiện nay dịch sởi ở thành phố Hồ Chí Minh đã chững lại hoàn toàn, và khi mình đổ vaccine ra mà nếu mình duy trì vaccine nữa thì chắc chắn là mình sẽ thắng trong dịch sởi này. Thành phố đang nỗ lực để sớm công bố hết dịch sởi. Điều kiện hết dịch là 21 ngày không ghi nhận ca bệnh mới sau khi kết thúc chiến dịch tiêm vaccine. Dự kiến sẽ có 450 cán bộ công chức dôi dư sau khi sáp nhập 80 phường để thành lập 38 phường mới. So với giai đoạn 2019-2021, công tác sắp xếp phường lần này phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức dôi dư là câu chuyện đòi hỏi sự cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị giải pháp phù hợp, đúng quy định và chia sẻ với tâm tư lo lắng của đội ngũ ở cơ sở. Công tác tại Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 6 đã 24 năm. Chị Mỹ Bình cho biết rất ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường. Tuy nhiên, chị vẫn không tránh khỏi những lo lắng ban đầu. Sau khi được lãnh đạo phường trao đổi, chia sẻ, chị đã ổn định tinh thần và có nguyện vọng sẽ tiếp tục được gắn bó với công việc và người dân nơi đây. Hiện nay, thành phố cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ cho công chức để yên tâm công tác sau khi mà sắp xếp đơn vị hành chính. Có dân số hiện tại là hơn 10.000 dân, dự kiến sau khi sáp nhập với phường 6 và một phần phường 5, phường 2 mới sẽ có khoảng 43.000 dân. Diện tích quản lý và dân số tăng kéo theo nhiều áp lực. Các phường đang đợi hướng dẫn và giao biên chế từ Ủy ban Nhân dân quận để có sự bố trí nhân sự phù hợp. Điều kiện diện tích cũng như là dân số có cái tăng gấp 4 lần thì bước đầu chắc chắn là không tránh khỏi những cái khó khăn. Đối với lại cái công tác phụ trách địa bàn, đảng ủy cũng sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo để cán bộ công chức ổn định và an tâm công tác. Quán triệt triển khai của ban thường vụ đảng ủy phường cũng đang thực hiện cái công tác hoàn chỉnh các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2024 cũng như là sắp xếp lại tất cả các hồ sơ công việc để khi thực hiện công tác sắp xếp sẽ có cái chủ động, không để tồn đọng công việc cho cái giai đoạn các cái phường sau khi sắp xếp. Trong cái giai đoạn mà chuyển tiếp sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 23-30 thì góc độ phường thì tập trung quán triệt cho cán bộ công chức của phường thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, làm sao phải giải quyết
hồ sơ cho người dân cũng như là doanh nghiệp nhanh gọn, hạn chế đến mức thấp nhất người dân đi lại nhiều lần. Trong quá trình thực hiện sắp xếp 11 phường trên tổng số 14 phường hiện có, quận 6 đã xây dựng được các đề án giải quyết khó khăn tồn tại trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, xã. Vấn đề bố trí cán bộ dôi dư là nội dung được quận quan tâm và chuẩn bị chu đáo. Sẽ sắp xếp trước đối với các cấp trưởng và các cá nhân, các cấp phó và các cán bộ công chức thì sẽ thực hiện trong lộ trình 5 năm. Chúng tôi cũng phải rà soát về cái chỉ tiêu sử dụng biên chế để có cái tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công chức sau khi được sắp xếp mà dôi dư thì sẽ được bố trí vào những cái vị trí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn của từng cán bộ. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc mà Người để lại cho Đảng và cho dân tộc ta. Những tư tưởng, quan điểm của Người dù trực tiếp hay gián tiếp bàn về văn hóa đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam trong việc định hướng phát triển nền văn hóa của nước nhà. Nhiều nghị quyết liên quan đến vấn đề này đã được ban hành đi vào cuộc sống, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng văn hóa và con người toàn diện, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Không gian sinh hoạt chung vừa trang trọng vừa gần gũi. Một điểm nhấn trong các sự kiện lễ Tết của khu phố. Đó là không gian văn hóa Hồ Chí Minh của chung cư 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian Hồ Chí Minh này phải có tác động thực sự với nhân dân. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng quyết tâm xây dựng không gian Hồ Chí Minh mở để cho nhân dân có thể tiếp cận, học tập theo những cái tấm gương đạo đức của Bác, tác phong làm việc của Bác để từ đó lan tỏa hết và mọi người dân xây dựng một cái nơi không muốn nếp sống văn hóa. Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc quận 1 cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng quét mã và chúng ta có thể chụp hình đó về nhà chúng ta quét mã đó lại chúng ta xem. Tại vì chúng tôi xây dựng cái dữ liệu trên cái nền tảng là cố định. Mình thấy đây là một trong những ý tưởng hay của Mặt trận Tổ quốc lan tỏa cho thế hệ trẻ của chúng ta hiểu về tư tưởng, đạo đức, chính trị của Hồ Chủ tịch. Lựa chọn không gian mở ngay giữa sân trường như thế này đã làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn có một sức hút đặc biệt đối với các em học sinh. Bác Hồ có rất là nhiều đức tính tốt đẹp như là khiêm tốn, thật thà và Bác rất là kiên trì, nhẫn nại. Bản thân con thấy rất là hay để học hỏi và cái góc không gian Hồ Chí Minh này chính là nơi để con có thể tìm hiểu nhiều hơn. Hôm nay được đặt chân tới bến Nhà Rồng, nhìn lại cái tiến trình lịch sử của Bác Hồ ra đi tìm đường uống nước. Trong di chúc của Bác thì căn dặn cho thanh niên học tập rèn luyện về trí lực nè, đức lực nè, tiếp thu văn hóa của thế giới, tinh hoa của nhân loại, rồi xong mình kế thừa văn hóa đậm đà tiếng bản sắc dân tộc của Việt Nam ta, thì từ đó thì xây dựng thành một con người Việt Nam, một thanh niên trẻ hoàn thiện hơn để vươn tầm ra quốc tế. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Hình thành cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo ra được cái nhận thức, tạo ra được một cảm thấy là như một nhu cầu thực tại của mỗi người, mỗi đơn vị có một số là cái không gian văn hóa thực tế đó, nó giúp cho con người ta tăng thêm nhận thức, tăng thêm sự hiểu biết, giúp cho cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh ấy, nó còn gần gũi hơn, dễ dàng hơn. Thưa
Thưa quý vị, từ trường học, khu phố, cơ quan đơn vị cho đến một không gian rộng lớn hơn là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Tất cả đều chất chứa hình bóng thân thương cùng tư tưởng vĩ đại của người, trong đó phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung chủ đạo. Nhớ về Bác, làm theo di chúc của Người, chúng ta càng thêm phấn đấu xây dựng văn hóa và phát triển con người toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước. Điểm báo. Thưa quý vị, nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia trong và ngoài nước nhận định chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai phiên bản thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Mỹ và thăm chính thức Cuba đã thành công trên mọi phương diện. Chuyến công tác không những khẳng định bản sắc đối ngoại của Việt Nam, củng cố các mối quan hệ song phương mà còn giúp nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thay đổi mang tính thời đại của thế giới, Việt Nam cần tăng cường cam kết của mình đối với chủ nghĩa đa phương, củng cố quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề chính như thương mại, biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh rất quan trọng, góp phần củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Để có được những phong trào thi đua hiệu quả, đội ngũ cán bộ mặt trận tổ chức các cấp đã thể hiện rất rõ phương châm tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ. Nhờ đó mà trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và tổ chức chính trị xã hội xây dựng thành công hơn 1.720 khu dân cư sạch, xanh và thân thiện môi trường, công nhận 264 phường xã thị trấn đạt tiêu chí phường xã thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường cấp huyện và 223 khu dân cư đoàn kết nghĩa tình tự quản. Về dự thảo luật nhà giáo, đề xuất giáo viên mầm non, giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật được nghỉ hưu trước 5 năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng quy định này bảo đảm phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên mầm non. Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy điều kiện lao động của giáo viên mầm non nằm trong các chỉ số nghề nặng nhọc. Kết quả khảo sát về đề nghị giáo viên được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam năm 2020 cũng cho thấy có tới 96% giáo viên mầm non đồng thuận với chủ trương này. Tin thế giới, ngày 29 tháng 9, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt thêm một chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah trong cuộc tập kích một ngày trước đó ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hezbollah cũng đã xác nhận thông tin này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tiêu diệt Nabil Kaouk ở Dahiye, thành trì của Hezbollah. Kaouk là chỉ huy đơn vị an ninh dự phòng và là thành viên cấp cao trong hội đồng Hezbollah. Kaouk từng là chỉ huy phụ trách miền nam Liban trong cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah năm 2006. Ông thường xuất hiện trên mạng xã hội, bình luận về các diễn biến an ninh và chính trị. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Kaouk vào năm 2020. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc không kích của Israel đã hạ nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah, trong đó có cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah. IDF tuyên bố sẽ tiếp tục đối phó với Hezbollah bằng cách nhằm vào các thành viên cấp cao, năng lực quân sự và những chuyến hàng vận chuyển vũ khí cho nhóm này. Cùng ngày, Israel đã công bố hình ảnh chiếc tiêm kích thực hiện chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9. Theo lực lượng phòng vệ Israel, chiếc F-15I của phi đội 69 thuộc không quân Israel đã cất cánh ở căn cứ không quân Hazerim và đã thả hàng chục quả bom phá bom ke xuống trụ sở trung tâm dưới lòng đất của Hezbollah ở vùng ngoại ô Dahiye, phía nam Beirut. Trong khi đó, Reuters ngày 29 tháng 9 dẫn một số nguồn tin cho biết thi thể của thủ lĩnh Hezbollah đã được thu hồi tại địa điểm diễn ra cuộc không kích của Israel. Thi thể của ông Nasrallah vẫn còn nguyên và không có vết thương trực tiếp. Nguyên nhân cái chết có thể do tác động lực từ sức công phá của vụ nổ. Ngày 29 tháng 9, quân đội Israel đã công bố đoạn video cho thấy các lực lượng của nước này phá hủy một đường hầm ở miền trung dải Gaza. Tuy nhiên, thời điểm chính xác và vị trí trong đoạn video chưa được xác minh độc lập. Đoạn video của Israel cho thấy một lối đi dẫn vào đường hầm dài hơn 1 km, bên trong được gia cố bằng bê tông.
Sư đoàn 252 của Israel đảm nhận việc phá hủy đường hầm này bằng cách lắp đặt đường dây và thuốc nổ. Sau đó Israel đã cho kích nổ từ xa. Hai năm trước khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang Hamas cho biết họ đã xây dựng mạng lưới đường hầm dài hơn 500 km tại dải Gaza. Chủ tịch Shigeru Ishiba của đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền, người gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản, đã quyết định sẽ giải tán Hạ viện trong tháng 10. Quyết định này sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn. Hãng tin Kyodo dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc bầu cử sắp tới có thể diễn ra vào các ngày 27 tháng 10 hoặc 10 tháng 11. Trong một chương trình truyền hình của đài NHK phát ngày 29 tháng 9, tân chủ tịch LDP cho biết, bầu cử sẽ sớm được tổ chức, đồng thời không phủ nhận khả năng sự kiện chính trị này diễn ra trong tháng 10. Theo quy định, bầu cử phải diễn ra trước khi nhiệm kỳ hiện nay của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10 năm 2025. Dự kiến phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản sẽ được triệu tập vào ngày 1 tháng 10 tới để bầu người kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida. Với việc LDP chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội, ông Ishiba gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản. Ngày 29 tháng 9, các lực lượng hải quân của Mỹ và các đồng minh bao gồm Philippines, Australia, Nhật Bản và New Zealand đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung tại một khu vực trên Biển Đông. Cuộc tập trận lần này, lần đầu tiên có sự tham gia của New Zealand. Theo thông cáo từ quân đội Philippines, hoạt động diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng quân sự của các quốc gia tham gia. Cuộc tập trận hôm Chủ nhật 29 tháng 9 có sự tham gia của tàu chiến Philippines, tàu USS Howard của Mỹ, tàu USS Sazanami của Nhật Bản và tàu Aotearoa của New Zealand. Cuộc tập trận không chỉ củng cố sự phối hợp tác chiến giữa các đồng minh mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về tự do hàng hải trong khu vực. Cảnh sát Nepal hôm 29 tháng 9 cho biết tình trạng ngập lụt và các trận lở đất do mưa lớn những ngày qua đã làm ít nhất 129 người thiệt mạng, ngoài ra 62 người mất tích và hàng chục người khác bị thương. Khi mưa lớn khiến mực nước các con sông tiếp tục lên nhanh tràn bờ, giới chức Nepal cảnh báo người dân cần thận trọng, đặc biệt là tại các khu dân cư ven sông suối. Hơn 200 trường hợp ngập lụt nặng và sạt lở đất đá đã được báo cáo trong ngày 28 tháng 9. Mưa lớn không ngớt khiến các con sông ở thủ đô Kathmandu tràn bờ, gây ngập các ngôi nhà ven sông. Hơn 3.000 nhân viên an ninh được huy động để tham gia công tác cứu hộ ở các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, cùng nhiều trực thăng và tàu thuyền. Mưa lớn còn gây sạt lở khiến giao thông trên nhiều con đường gián đoạn, làm công tác di dời gặp nhiều khó khăn hơn. Hơn 150 chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Kathmandu phải hủy bỏ do mưa lớn từ đêm thứ Sáu 28 tháng 9. Hàng năm, các trận mưa lớn trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 thường gây thiệt hại về người và tài sản trên khắp Nam Á. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng lũ lụt và lở đất gây chết người đã gia tăng. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã làm tăng tần suất và cường độ của thiên tai thảm họa. Ngành thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xây dựng được khoảng 45 hệ thống công trình thủy lợi với khoảng 2.000 km đê bao bờ bao, 900 các loại công trình phụ trợ, 600 hạng mục phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn được đầu tư qua các năm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh, khó lường, những đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh đang quan tâm phương án đầu tư nâng cấp hạ tầng công trình thủy lợi, chủ động ứng phó thiên tai. Kính thưa quý vị, những điểm xuống cấp và sụt lún như thế này đang dần trở nên phổ biến trên hệ thống kênh dài khoảng gần 2 km, kênh N1 thuộc phạm vi quản lý của cụm N43 thuộc hệ thống kênh Đông Củ Chi. Sau khoảng 20 năm sử dụng thì dấu hiệu xuống cấp đã xuất hiện. Thì đây là một thực tế gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý và vận hành các tuyến kênh thuộc hệ thống kênh Đông Củ Chi. Là qua từng giai đoạn thì cũng có được nâng đầu tư. Tuy nhiên thì cái về một cái phần mà nâng cấp cái này là cũng hơn 20 năm rồi. Thì hiện nay các công trình cũng tương đối là cũng đã xuống cấp. Về cái kinh phí hàng năm của công ty để duy tu sửa chữa thì nó cũng có hạn. Nên mà để được thành phố mà đầu tư nâng cấp thì nó sẽ đảm bảo công trình được tốt hơn. Công trình đê bao bờ hữu sông Sài Gòn đoạn Bắc Rạch Tra gồm tuyến đê bao sông Sài Gòn dài khoảng 9,5 km. Bờ bao các rạch nội đồng hơn 32 km và 136 cống các loại, có nhiệm vụ chống lũ cho 3.054 hectare đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư. Theo ông Lưu Thanh Tấn,
cụm trưởng cụm quản lý đê bao khu vực Trung An, đơn vị đang quản lý 31 điểm cống ngăn triều như thế này với 7 nhân sự. Áp lực những năm qua tăng dần với đội ngũ còn mỏng, kiêm nhiệm, trong khi sự bất thường của thời tiết ngày một khó lường hơn. Ngay cả những khi chúng ta mà là tính toán vấn đề mà mở cống để cho bà con lấy nước thì cũng phải tính luôn những chuyện mà mưa bất thường kéo dài nữa để quan sát được cái đê cái phía bên trong của bà con là nó an toàn hay không an toàn, những cái tuyến kênh nhánh nó phải đảm bảo an toàn, chứ không có khi chúng ta mở lên mà cộng thêm mưa nữa là nó sẽ không có đảm bảo vấn đề thoát nước. Thì đặc thù của khu vực xã Trung An này nó là những cái vườn cây ăn trái nhiều, cây lâu năm nhiều, thì chúng ta phải chú ý vấn đề là nếu mà nó ngập úng thì nó sẽ rất dễ chết cây. Trước những cái diễn biến thiên tai khó lường như hiện nay, đặc biệt là vấn đề mưa lớn và triều cường, thậm chí là tổ hợp mưa lớn triều cường kết hợp sau lũ. Vì vậy, đối với các hệ thống đê bao cũng như các cống kiểm soát triều dọc tuyến sông Sài Gòn là chúng ta phải đặc biệt cần phải quan tâm. Dù đã được đầu tư cơ bản, nhưng trước một thách thức như vậy thì là trong giai đoạn 26-30 là thành phố cũng đã quyết định cái phê duyệt các phương án phát triển thủy lợi. Trong đó có việc nâng cấp đầu tư cái tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn từ sông Hồng Thuật đến cầu Bà Súc. 2 tỷ đô la Mỹ, đó là con số dự kiến theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào tháng 4 năm nay cho phương án phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với sự chủ động trong hoạch định triển khai phương án thực thi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm những biện pháp công trình và phi công trình trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và của trước những diễn biến khó lường từ biến đổi khí hậu. Thành phố Thủ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ khối trường học năm học 2023-2024 và triển khai chương trình phối hợp năm học 2024-2025. Nhìn chung, hoạt động hội chữ thập đỏ khối trường học năm học 2023-2024 đạt được hiệu quả cao. Nhiều mô hình công trình thiết thực được trao tặng phục vụ vào nhu cầu học tập, sinh hoạt và vui chơi như trao tặng học bổng, dụng cụ học sinh, chương trình trợ cấp học tập đã đồng hành và tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm học tập. Ngoài ra, với sự tài trợ của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, các trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội nhân đạo tại trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lòng nhân ái cho các em học sinh. Trong năm học này, các hoạt động của hội sẽ được xây dựng phù hợp với đặc thù riêng của khối trường học và bám sát nội dung chủ đề năm học. Mỗi tổ chức hội trợ giúp ít nhất một đối tượng đặc biệt khó khăn. Tiếp nối thành công từ chuỗi các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng được tổ chức hàng năm, mới đây Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục triển khai chương trình tầm soát tật khúc xạ tại nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Thông qua hoạt động này, số lượng học sinh mắc tật khúc xạ đã được phát hiện chiếm tỷ lệ rất cao. Ghi nhận tại điểm trường trung học cơ sở Trần Phú, quận 12, gần 1.000 học sinh của nhà trường đã lần lượt được các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tầm soát kỹ lưỡng tật khúc xạ ở mắt. Qua đó, có đến hơn 40% số em học sinh được ghi nhận mắc tật khúc xạ. Nhờ vào đợt tầm soát, nhiều em đã hiểu hơn về bệnh lý của bản thân để có cách điều trị phù hợp. Các bạn không có biết được cách để mà bảo vệ mắt hay là không biết được rõ các thông tin về mắt. Thì ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà tụi em có thể tìm hiểu hơn về những cái đó. Cái chương trình này sẽ là một cái chương trình rất là ý nghĩa để làm sao cho các con biết được về cái vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là đôi mắt của mình, để các con có được những cái cách mà bảo vệ mắt tốt hơn. Và như vậy thì các con sẽ học hành tốt hơn và cái sức khỏe của mình cũng được cải thiện. Chương trình tầm soát tật khúc xạ học đường này đã được Bệnh viện Mắt thành phố triển khai trong nhiều năm qua với trung bình mỗi năm 2 đợt. Ngoài việc giúp phát hiện và điều trị sớm tật khúc xạ ở các em, đợt này đơn vị cũng tổ chức lấy mẫu khảo sát nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện. Mỗi đợt thì chúng tôi triển khai trong vòng một tuần và mỗi trường chúng tôi tầm soát tầm 1.000 học sinh. Qua đó thấy cái việc là cái tỷ lệ tật khúc xạ trong học sinh hiện nay rất là cao. Trung bình khoảng 55% học sinh là có tật khúc xạ. Thì thông qua cái việc tầm soát đánh giá như vậy sẽ có một cái biện pháp xử lý và điều trị cho trẻ, cũng như là có cái sự quan tâm của phụ huynh cho học sinh và cái sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng cho biết tỷ lệ mắc tật khúc xạ của học sinh thành phố là 54%. Thông qua chương trình, ban tổ chức đã lồng ghép nhiều hoạt động giáo dục sức khỏe và các bài thuyết trình, poster, tờ rơi để giúp nâng cao nhận thức của mọi người, đồng thời hình thành thói quen tốt trong việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân ở cộng đồng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào, tạm biệt.